Hello, xin chào bạn nhé. Xin chào bạn trong kênh YouTube Sao Channel. Các bạn đang xem trên tay mình cầm một chiếc điều khiển của Xbox nhé. Game sơ của ông Tuấn. Ông Tuấn này gửi sửa, vừa mang đến thì mình sẽ cho các bạn xem cái quá trình sửa nhé. Tháo ra xem nội thất con này như nào. Con này là một cái dòng mà phải nói là mình thấy nó khá là thích, bởi vì nó có cái điểm mạnh chính là trong suốt bạn ạ, nhìn được ruột bên trong. Nhưng mà chắc dùng lâu nhựa nó hơi cũ một tí ra nó nhìn không được xuyên lắm. À, nhìn xuyên nội thất bên trong luôn, nhiều phím chức năng lắm, dòng nói chung là cao cấp ấy, game sơ, ruột bên trong nhé, XIAB, ông này là dạng quái nhân tử ác lắm bạn ạ, cầm cái này còn rác như là mòn mòn phím rồi ấy. Bây ta bắt đầu tiến hành tháo nhé, tháo ra xem nội thất bên trong và tiến hành sửa cái phím này. Đây các bạn nhìn này, ông này ghi luôn này, là cái phím bị nhảy, hình như là phím bên này này. Các bạn muốn kiểm tra kỹ thì bạn sẽ phải cho vào máy tính, nó có phần mềm để đo. Thì các bạn sẽ test được luôn là lỗi phím nào ra được luôn cụ thể, mà nó kiểm tra được cả độ nhạy của phím luôn. Đây là phần ruột bên trong bạn nhá. Dòng này là dòng giá rẻ, thành ra là mạch điện của nó thì cũng không thể trông mong được nhiều lắm bạn ạ. Giá rẻ này của anh Tàu, thành ra anh ấy làm một cái điệu hơi bựa, là nó toàn để màu đen thôi bạn ạ. Mạch màu đen. Đây, phím phước bình thường. Tháo hết ốc ra rồi nó không cho tháo, bởi vì nó dùng các cái nẫy này nó khóa lại, thế rất dở. Bóc ra là gãy bạn ạ, này là bóc ra gãy mất một nẫy rồi này. Lắp lại thì cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không được đẹp như ban đầu nữa. Đấy, cái thằng này nó làm nó cũng dở lắm bạn ạ. Nhựa nó là nhựa trong nhưng mà lại là nhựa giòn. Đấy, mà đang hỏng núm phím ở trên thì bạn phải tháo lốt cái ốc này ra này. Đấy, tháo ốc này ra cho mình thì nhấc được vào một mặt trên ra. Đấy, tháo cho mình cái động cơ nhé, hai động cơ nằm đây này. Đấy, hai động cơ cánh nằm ở đây. Tháo ốc tiếp thì bắt đầu nhấc được ra. Các bạn tháo cẩn thận nhé, bởi vì cái dòng này nó dùng các cái dây cảm biến rất là nhỏ này. Dây này mà cầm không cẩn thận mạnh tay cái này vỡ gãy ngay, làm nó hơi hơi lởm mà ạ. Cái dòng này ra dòng giá rẻ hay sao ạ? Dòng này thì tốt nhất là sau mà các bạn có hỏng thì khuyên cũng không nên sửa, nên mua cái khác. Sửa nhiều khi nó nặng đô quá. Mua con này chả bao nhiêu, chỉ có đam mê thôi, ông nào đam mê thì sửa cũng được. Đây là phần mặt trước các bạn nhá. Mặt trước của nó này cho bạn xem. Có đèn nhá, đèn bên này. Dãy bên này có đèn nhưng bên kia không đèn. Bên này là phím điều hướng không đèn. Tình trạng là đang bị nhảy phím. Máy này là máy chưa tháo luôn nhá, mình là người đầu tiên tháo luôn đấy. Nên thành ra cái nẫy này là mình tháo nó gãy luôn, nhìn nó biết luôn này. Đây các phím này, turbo này, phím home, phím gì đấy, dàn đèn này không biết là để làm gì luôn, 1 2 3 4 cái đèn. Đây dàn đèn xoay chung quanh nữa này. Tức là bọn này rất màu mè luôn. Bây giờ muốn đơn giản nhất mà để kiểm tra thì ta sẽ dùng cái dung dịch vệ sinh sạch cái này đã. Vệ sinh cái cần gặt analog, vệ sinh xong không được thì bắt đầu mới tiến hành xử lý tiếp bạn nhá. Đấy, rút ra hai cần này, nhìn ruột bên trong luôn nhá. Đấy, bóc cho bạn xem này. Đấy, hàng này nói chung là cao cấp lắm bạn ạ, đá lắm. Cao cấp ở trong tầm giá thôi chứ còn không trông mong quá được tầm giá này. Đấy, ruột bên trong lấy dung dịch vệ sinh xịt đây nhá, xịt đánh sạch đi, cả cái này nữa cũng xịt đánh sạch. Mất công tháo rồi thì xịt vệ sinh luôn. Đây nhá, cái tay cầm thì các bạn sẽ cắm điện vào nhá. Cắm vào đây này. Cắm vào cổng USB của máy tính nhá, PC nhá. Thì ở đây mình đang lắp, các bạn nhìn này. Đây mình đang để vào tay này. Control Xbox 360 nhá. Đấy, ở đây nó sẽ báo được các thông số của tay cầm này. Thì mình sẽ cho bạn xem này, mình test thử luôn này các bạn nhìn này. Trên cao nhìn nhá, các bạn nhìn này. Lên đúng không? Lên nhá. Xuống này. Sang nhá, sang nhá. Bình thường đúng không? Không bị nháy nhá. Này 9 này, chuẩn chưa? Lên nhá, xuống nhá, sang này. Đấy, các bạn nhìn nhá, các bạn sẽ nhìn tay ra luôn này. Đấy, các cái nút bấm là ok. Xong rồi ta sẽ tiếp tục là vệ sinh xong, ta sẽ đóng lại và thử tiếp cái dàn nút bên dưới này, xem là đã chạy ổn định chưa. Là được, đấy, tức là vệ sinh mức đơn giản như vậy thôi. Đấy, về cái tay cầm đã sửa xong bạn nhá. Đây mình sẽ test lại lần cuối cho bạn xem là các tính năng của nó này. Đấy, các bạn sẽ cắm máy tính này, cắm máy tính nhá. Cắm cổng máy tính này. Cắm xong bạn sẽ thấy đèn lên này, các bạn sẽ vào phần mềm này nhé, phần mềm để kiểm tra tay xem nó hoạt động tốt không này. Đấy, những bạn nào dùng thì đều biết phần mềm này luôn này, Xbox 360 control này, bấm vào Bluetooth này. Đây bạn nhá, mình sẽ cho bạn xem tay luôn này, bạn nhìn này. Đấy nhá, nút bị chảy nhảy này, hết rồi nhá, chuẩn chưa, tay nhá, 9 này, xoay phím này, nhảy nhá. Đấy, những phím nào có trên này đều nhận này, 7 này. Đấy, tiếp tục này, 8 nhá, bạn nhìn này, XZ này. Đấy, Z nhá, cái hai cần Z này. Ai rồi. Đây nhá bạn nhìn này. Đấy. Phím trên nhá, 6 nhá.
xoay này, đủ trục nhá, chạy luôn này, AB này. Đấy, thế là đủ phím rồi nhá, tức là các phím các bạn sử dụng đều đã sử dụng bình thường, hoạt động tốt luôn. Đấy, bạn này cùng xem hoạt động ổn ổn định. Đấy, những chức năng của cái phím đều đã ổn định thì các bạn có thể tức là dùng phần mềm này các bạn có thể tra được luôn là cái tay cầm loang lỗi phím nào các bạn tháo. Thì thường cái đồ này thì tiến hành vệ sinh lại luôn là chạy tốt lắm rồi. Đấy, giữ cẩn thận và đừng để cho nó tích điện nhé, tích điện nó hay hỏng lắm. Cho bình thường dùng thì yên tâm luôn. Đấy, vệ sinh sửa lại cái bàn tay cầm của game sơ đã xong, đẹp luôn nha.